Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với Machine ATM. Đây là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trading Machine Crypto, Forex và Stock US. Và mình vừa là Chiêu Diêu, và trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật các bạn tình hình của thị trường Bitcoin và Crypto, cụ thể là ALT Coin. Thì trong đây mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của Bitcoin. Thì các bạn nào có theo dõi bên Machine ATM thì các bạn đã biết là mình có một lệnh short ở khu vực tầm 10.200, 10.200 đến khu vực này. Thì các bạn nào ăn thì chắc cũng là ăn đậm rồi. Còn Ethereum thì mình cũng có short từ 280, hiện tại nó cũng gần chạm target profit 3 của mình là 245 rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói có thể lý do duy nhất mà Bitcoin có một cây xả cực mạnh tính từ ngày hôm nay là vì theo mình suy nghĩ của mình thôi, là tại vì thật ra thì mọi người lại mong chờ một mức giá là 10k năm nhiều quá, đâm ra họ cũng nhưng mà họ vẫn lo sợ và họ cài stop loss ở dưới vùng này, cho nên họ ra vì lý do mà có một bên Bitcoin nó cũng có một cây tráp ở ngay đây. Bạn nào có thể thấy này, cây tráp ở 2450 và nó bị sập xuống dưới đây trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, rồi nó sập thẳng một phát xuống dưới tận 9.300 trong vòng chỉ có một tiếng đồng hồ cái đến H1. Sự rất là kinh khủng, tại vì lý do duy nhất mình nghĩ là tại vì họ cài stop loss ở khu vực này quá nhiều, họ họ nghĩ là nếu mà trong cái lúc này mà nó còn rớt nữa thì nó sẽ không có cửa lên được 10.000 năm như là rất là nhiều người mong đợi. Chỉ vì lý do này cho nên nó đã tạo ra cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng domino, nó đẩy sóng này đẩy sóng trước thì nó đã sập một phát về đến tận 9K350 là bán tháo quá mạnh. Dẫn mình cái lý do mình suy nghĩ dẫn đến được việc là nó sập quá mạnh như vậy thôi, hiện tại thì mình chưa chưa thấy câu trả lời nào khác. Thì trong này đây thì mọi người cũng đang mong chờ một cây hồi về các khu vực trên. Hiện tại mình thấy cái khu vực mà hồi có thể hồi được là về tầm giá là 9.900 là chắc là cao á, trong khu vực này là cái khu vực rất quan trọng nè, mình nghĩ nó sẽ hồi về nên bạn nào canh quan sát nha, nó mà sideways hay là ví có biểu hiện nào đó thì nếu mà nó hồi lên mà nó sideways hai đáy ba đáy gì nó tiếp tục nó phá đao phá khúc này là sập tiếp, cho nên các bạn nào canh, nếu mà bạn nào canh sọt thì canh, hiện tại mình cũng chỉ là risky thôi. Hiện tại mình cũng muốn cho anh em long ở khu vực này, đây là đầu tiên rồi. Mình cũng có cho anh em long ở khu vực này để mà chốt lời, mình sẽ chốt ở ngay khúc tầm 1.800 rồi ngay đây, là mình kêu anh em chốt lời, nên bạn nào có muốn vào thì vào, nhưng mà chỉ cần nó đóng đến 6 ở dưới, nó đóng một cây nến đóng thẳng như này, không tính chân nến nha, nó đóng xuống như này luôn thì xem mà để coi nó có phải là break xuống luôn không, để mà mình cắt lệnh liền. Nhưng hiện tại mình thấy đóng một cây ở ngay đây khá đẹp nên mình đã có một lệnh long ở dưới đây, mình mong muốn sẽ chốt ở được ở trên này, nhưng mình sẽ chia chắc mình sẽ chia hai target để mình chốt, hiện tại cứ như vậy thôi. Với trở lại với lại Bitcoin Dominance ngày hôm nay thì thấy là nó break lên rồi nè, bữa sau khi đụng cái cản 12 62 80 thì nó đã
bật lên khá là mạnh và hiện tại đang trong quá trình sideways và đang break lên rồi. Là quan sát Bitcoin đây, mình đang thấy giới thiệu là ALT chắc chắc dòng 4 sẽ tiếp tục tràn về và Bitcoin Dominant sẽ tiếp có khả năng là sẽ lên lên lại mức support là tại tầm vùng này. Mình nghĩ nó sẽ lại lên lại tầm vùng này. Cho nên anh em ra đánh LT nhớ cẩn thận nha, chọn mấy con mà con top hay là những con đang được thị trường FOMO thì dừng chấp nhận thì vào mấy con tốt tốt thôi chứ không nên chọn những con nói thì cơ bản cụ thể nó chỉ như vậy thôi. Mình thì cũng còn đang quan sát thêm, có những con khá là đẹp ADA, con này anh em nhớ quan sát nha, con này thấy nó cũng sẽ sắp làm mưa làm gió. Mình thấy khá là đẹp, đang gom rất là nhiều. Mình sẽ tìm kiếm một cái entry đẹp cho anh em. Hiện tại đang điều chỉnh là hy vọng là mức điều chỉnh nó sẽ không quá quá nhiều. Nó sẽ điều chỉnh lại vùng này. Có thể bật, có thể bút được rồi. Nhưng mà phải đợi nó sideways đóng, nhưng đúng rất là để nó tuần mà nó đóng một cây doji đẹp thật đẹp á mà vô nó break lên thì nó mình nghĩ là cái việc nó pull back nó tiếp tục sống của nó là cái chuyện rất là bình thường. Anh em cứ canh con này fan nó, cho nên nhưng mà vẫn phải đợi đến tuần confirm cho mấy bạn. Tình hình của Bitcoin thì mình nghĩ trong hôm nay mai nó sẽ có thể back test lại. Hiện tại sideways cũng sideways rồi, để có dấu hiệu break lên. Theo mình nó sắp có dấu hiệu break lên rồi, tại khá ổn, nó muốn đục xuống dưới cản dưới đây mà không được đây, nên đã có dấu hiệu break lên rồi, test cản rồi, nên là nghĩ là việc nó back test lại nhanh thôi. Mức backtest kỳ vọng của mình là đây, đây khu vực này. Cái mà mình canh sọt mà mạnh nhất là ở khu vực 9.907, thường nó sẽ tắt, thường đây cái cản khá là lớn đối với những người mà trading bằng Fibo, thường họ sẽ canh những cái cản họ sọt, nên anh em nhớ cẩn thận cui lửa tại chỉ vậy thôi. Thì mình mong anh em có ngày trading thật là may mắn và gặt hái được nhiều thành công hơn và may mắn trong ngày hôm nay. Dạ mình chào anh em nha.